Tại sao trẻ rụng răng sữa lâu rồi mà răng vĩnh viễn vẫn chưa mọc vậy bác sĩ? Răng sữa của bé mà đã rụng rồi, rụng lâu, rụng mấy tháng rồi mà răng vĩnh viễn vẫn chưa mọc lên á, thì ba mẹ phải cho bé đi khám bác sĩ ngay. Tại vì cái nguyên nhân nằm ở bên dưới cho nên bác sĩ phải chụp phim. Có những cái nguyên nhân như sau thì bác sĩ nói cho ba mẹ biết. Thứ nhất, có thể bé không có cái mầm răng vĩnh viễn đó luôn, tức là thiếu răng bẩm sinh. Trong tình huống như vậy, đương nhiên là nó sẽ không có cái răng vĩnh viễn để nó mọc lên, thì mình sẽ phải giữ cái khoảng đó cho bạn, rồi sau này lớn lên thì có thể là bé sẽ phải làm cái răng giả khác để thay thế một cái răng bị thiếu. Thứ hai là bé có một cái vật cản trở gì đó mà làm cho cái răng vĩnh viễn nó không thể mọc xuống được. Cái cản trở này thường là cái răng dư hoặc u răng, bất kỳ một cái cản trở nào đó và làm cho cái răng vĩnh viễn nó không mọc xuống được, thì cái tình huống này là mình phải can thiệp liền. Thứ ba, bé có một cái mầm răng nằm sai vị trí hoặc là nó bị cản trở bởi những cái răng vĩnh viễn khác, cung răng của bé thiếu chỗ thì nó sẽ dễ làm cho mầm răng vĩnh viễn của bạn chuyển vị ở sai cái vị trí thì nó sẽ không mọc xuống được, cần cái sự can thiệp của bác sĩ để tạo khoảng, và đôi khi có thể mọc lộ và kéo cái răng vĩnh viễn xuống. Mặc dù là việc mọc chậm trong vòng khoảng 2 năm là hoàn toàn bình thường, nhưng khi ba mẹ phát hiện là răng bạn mọc chậm cần phải đưa bạn đi khám ngay để mình xác định nguyên nhân và có thể cần phải can thiệp khi cần thiết.